hay cầm hút bụi cho mẹ đấy. Cười. Siêu chưa? Wow. Bé ối. Ối bé cái bé ối. Mẹ đang dọn nhà đấy, không để ý đấy. Thả ra. À chỉ ơ. Sao con? À cái đống này của con này, ư con bày ra đây này, rau này. Phải không? Bây giờ đi hút đi. Bỏ con này ra cho nhá, để con hút dọn đường cho con hút bụi nhá. Áo sống kìa. Nhặt lên, nhặt cái rau đấy vào rổ. Nhặt rau vào rổ. Bỏ vào rổ. Đúng rồi. Con nhặt hết rau vào rổ xong rồi mới hút bụi. Đúng rồi, nhặt vào rổ đi, nhặt mấy cái to to đấy đi. Đây nữa này, còn một miếng rau nữa này. Nhặt vào, con nhặt vào rổ đi. Được việc lắm, mẹ nhờ xếp rổ giá này, xếp nồi này. Ồ. Đấy, mẹ nhờ hút bụi đấy, hút bụi đấy. Con bật lên, con bật máy lên. Đúng rồi đấy, đi hút đấy. Chúng ta cùng theo chân của Cam để hút bụi căn bếp nhá. Mọi người sẽ bất ngờ vì cái bếp peekaboo. Đấy Cam đấy, đấy với Cam dùng Cam chơi thôi mà Cam dọn đấy. Bê cái máy hút bụi đi đâu vậy trời? Bê cái máy hút bụi đi đâu vậy trời? Hôm nay mới bắt đầu biết đứng dậy và đưa máy hút bụi nha mọi người. Mà hôm nay chỉ bám cái máy hút bụi của mẹ thôi. Đấy, đúng rồi, con nhặt rau vào cái tờ giấy đấy. Để xong rồi vứt cả cái tờ giấy vào thùng rác luôn. Đi đâu đấy? Không biết anh làm gì. Ôi. Con bê cái rổ ra đây. Ôi, thấy rau là nhặt để bỏ vào rổ. Con bê cả cái rổ ra, con bê cái rổ ra đây. Cam bê cái rổ ra bếp. Cam ơi. Con bê cả cái rổ đấy ra bếp. Con bê cái rổ đấy ra bếp rồi nhặt rau vào rổ đấy. Rồi hút bụi. Con bê cái rổ đó. Con bê cái rổ đó ra bếp. Bỏ rau vào, đúng rồi. Xong bê cả rổ ra. Đi. Không, không. Đây, bê ra đây, bê ra bếp. Bê rổ ra đây. Con bê ra bếp để nhặt rau vào cái rổ đấy cho mẹ. Nhặt rau ở trong dưới sàn lên vào rổ. Hả? Không à? Bê đi. Đi bê cái rổ ra. Đi nào. Đấy, đang làm thì lại bận chơi đấy. Đang làm thì lại cứ phân tán đấy. Đi, đem cái rổ ra đây. Đi, thì mẹ giúp nhá. Đi, đem cái rổ ra bếp để nhặt rau vào rổ. Đi. 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 Này. Rồi, con nhặt rau vào rổ. Nhặt rau bỏ rau vào rổ. Để tí nữa mẹ đổ ra thùng rác. Con hút bụi tiếp đi. Thôi, mãi chơi rồi, hết làm rồi. Bye bye mọi người nhé. Để mẹ làm tiếp.